hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Mây lặng lẽ xứ người trôi khuất, lòng con buồn nhớ đất quê ta, quê hương có mẹ có cha, cô dì chú bác có bà có ông, bởi cuộc sống dứt lòng con bước. Xa mẹ cha thầm ước ngày về, bây giờ xa cách sơn khê, mỗi chiều con vẫn nhớ về quê hương, đêm thao thức canh trường khó ngủ, thương mẹ cha trốn cũ nhớ mình. Một đời chiêu chắt ân tình, cho con có được dáng hình hôm nay, ơn cha mẹ cao dày chưa trả, đạo làm con thong thả sao đành, hẹn ngày nắng ấm trời xanh. Con về bên mẹ ngọt lành lời cha, mặc chiếc áo bà ba quê mẹ, duyên dáng cười nhẹ nhẹ nón nghiêng, tình quê ấm áp thiêng liêng, cơm chiều sum họp mẹ hiền cha yêu. Chấn động, sự thật tuyệt vời, tử vi tuổi Nhâm Tý 1972, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, thần tài che chở, làm ăn trúng lớn, tránh mọi tai ương, phất lên làm đại gia, tiền tỷ cầm tay. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tử Vi Tháng trên kênh Minh Đường Tử Vi. Quý vị thân mến, trong hàng triệu con người, mỗi người đều có một số mệnh riêng biệt, không ai giống ai, không ai có thể trao đổi hay nhường cho ai vận mệnh của mình. Có người vào thời điểm này giàu sang phú quý, nhưng lại có thể gặp khó khăn và xui xẻo ở thời điểm khác. Đó là lý do vì sao yếu tố may mắn vô cùng quan trọng, không ai biết trước được khi nào vận may sẽ mỉm cười với mình. Tuy nhiên, may mắn không chỉ là sự ngẫu nhiên mà còn là việc biết nắm bắt những cơ hội vàng và phát huy nó một cách triệt để nhất. Trong các tháng 6, tháng 7 và 8 âm lịch sắp tới, các bậc thầy tử vi hàng đầu phương Đông đã tiết lộ rằng đây sẽ là thời bứt phá của những người tuổi Nhâm Tý. Đây sẽ là giai đoạn mà bản mệnh tuổi này có thể làm ăn thuận lợi, mọi việc hanh thông, giàu có hơn người, tiền bạc đầy đủ. Để biết được những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 cần làm gì để không bỏ lỡ vận may hiếm có này, quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi phần luận giải chi tiết từ đầu đến cuối video ngày hôm nay và hãy cùng chiêm nghiệm nhé. Quý vị thân mến, trên đời này có hai thứ chúng ta chỉ có thể bất lực nhận lấy mà không thể ngăn cản, đó là thời gian và tuổi già. Thời gian cứ trôi đi và tuổi tác ngày một tăng, con người ta cũng theo đó mà ngày một trưởng thành, cùng lối suy nghĩ ngày một thấu đáo, đặc biệt là ở những người sau độ tuổi 40, 50. Bước vào tuổi 40, nghĩa là con người chúng ta đã chính thức bước sang tuổi trung niên, người ở độ tuổi này đã trải qua bao vất vả thăng trầm của cuộc sống. Để nhìn thấu mọi nhân tình thế thái, đều sẽ nhận ra gia đình mới là thứ quan trọng nhất. Còn người đến tuổi 50 cũng là bắt đầu cho ngưỡng cửa tuổi già, cuộc đời ta lúc này đã trôi qua quá nửa thời gian, thế nên đừng tham dự vào những chuyện thị phi. Thay vào đó chủ động rời xa những tranh chấp rắc rối, đồng thời tập trung xây dựng thật tốt phần đời còn lại của mình. Hãy khắc cốt ghi tâm, khi đã bước sang tuổi trung niên, hai việc dưới đây không làm và hai kiểu người dưới đây không chơi. Hai việc không làm ở tuổi Ngủ Tuần. 1. Những việc vượt quá khả năng của mình thì đừng nhận lời giúp. Chúng ta không phải là thánh nhân để có thể giải quyết được hết mọi việc. Đúng là giúp người là việc tốt, nhưng cũng phải biết lựa sức mình mà làm. Đừng ôm đồm cả những việc vượt quá phạm vi năng lực bản thân, nhất là những chuyện bản thân không thể giải quyết tốt, thì tuyệt đối đừng can dự vào, ôm đồm quá nhiều việc. Nhưng sau đó bản thân mình không hoàn thành tốt, cuối cùng sẽ chỉ vừa tốn công tốn sức, vừa để lại ấn tượng xấu cho người khác, đôi khi còn có thể mang lại rắc rối cho bản thân. 2. Không can thiệp vào chuyện của người khác. Trong cuộc sống thường ngày có rất nhiều chuyện tầm phào, người khôn ngoan đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện, tuyệt đối không nhúng tay vào, bởi họ hiểu những chuyện tầm phào ấy chẳng liên quan gì đến họ. Xen quá nhiều vào chuyện người khác, không những không được người ta cảm kích, mà còn có thể đắc tội với người, vừa tốn công sức thì giờ, vừa gây tổn thất tiền bạc. Người đến tuổi trung niên hầu hết đã có gia đình và con cái và trách nhiệm, cũng do đó mà tăng lên,
Vì thế, đừng tùy tiện làm chuyện bốc đồng hay liều lĩnh. Hãy học cách kiềm chế cảm xúc, hoàn thiện bản thân, suy nghĩ cho người thân và tránh xa mọi thị phi xung quanh. Hai kiểu người không chơi ở tuổi ngũ tuần. 1. Những người bạn giả tạo. Bạn bè không phải càng nhiều càng tốt, mà là càng chân tình càng tốt. Những người ngoài độ tuổi 50 chắc hẳn đã trải qua vô số chuyện đời, đã sớm thấu hiểu lòng người, biết ai đang thật lòng, hiểu được ai chỉ giả ý. Những người bạn chân thành đối tốt với mình thì nên qua lại thường xuyên, còn những người bạn giả tạo hai mặt thì tốt nhất đừng dính líu, tránh càng xa càng tốt. Dẫu sao những người quen sống hai mặt đều sẽ không thật lòng với bạn, lại chưa chắc sẽ đối tốt với bạn, ngược lại họ còn có thể quay sang tính kế hãm hại bạn bất cứ lúc nào. 2. Người có nhân phẩm không đàng hoàng. Thà đối đãi với bậc quân tử lạnh nhạt, còn hơn thâm giao với kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân là kẻ tâm địa hẹp hòi, nhân phẩm thấp kém, trong lòng họ chỉ chứa những ý đồ không mấy tốt đẹp. Điều họ quan tâm chỉ có tiền bạc và lợi ích, chứ chẳng liên quan gì đến tình cảm hay sự chân thành của bạn. Kết giao với kiểu người này chỉ có thiệt, còn đối đầu với họ bạn có thể sẽ gặp họa lúc nào không hay. Vì sự an toàn của bản thân, nếu có thể tránh tiếp xúc với họ được thì hãy tránh. Người ở tuổi 50 chắc chắn sức khỏe sẽ không thể tốt như trước kia nữa, nên khó mà chịu đựng nổi sự lừa lọc của bạn chơi giả tạo hay cố đâm sau lưng của kẻ tiểu nhân. Vì thế hãy tránh xa hai kiểu người này, giao du với người xứng đáng và kết thân với người nhân phẩm đoan chính, như vậy mới có thể an nhàn vui sống tuổi già. Người bước sang tuổi 40 không làm hai việc trên mới là người có trách nhiệm với gia đình. Người bước sang tuổi 50 không dây vào hai kiểu người trên mới là bảo vệ bản thân. Dù bạn đang ở lứa tuổi nào cũng nên nhìn rõ người, phân rõ việc, đừng tùy tiện nhúng tay vào những chuyện không có phận sự của mình. Người thâm sâu khó lường thì hạn chế tiếp xúc, đồng thời hãy dành nhiều thời gian sức lực hơn cho người thân và những người thực sự xứng đáng. Sống cho chính bản thân mình mới có thể nhẹ nhõm và hưởng thụ cuộc sống an nhàn, được như thế đã là một sự thành công lớn ở đời. Tiếp theo sau đây sẽ là vận mệnh tính cách người tuổi Nhâm Tý 1972. Quý cô bác tuổi Nhâm Tý thân mến, mục đích của đau thương là sự tiến hóa, vì con người ta sẽ nhận ra nhiều hơn, thấu hiểu được nhiều hơn, ngộ được nhiều hơn. Sau khi trải qua những thăng trầm trong bể cảm xúc tiêu cực, khi phải đối diện với khó khăn, bộ não của con người cũng sản sinh ra những hoạt chất, cũng đưa ra được những lựa chọn, cũng thấm nhuần được những trải nghiệm sâu sắc hơn khi so sánh với hoàn cảnh bình thường. Muốn đau thương thì cần có vận hạn, nên năm vận thắng hạn là thời điểm được cài cắm sẵn trong mọi mệnh căn, mọi tuổi tác, để con người ta trưởng thành lớn mạnh và đứng ở độ cao mà họ đáng được đứng, tương xứng với mức độ trí tuệ và trưởng thành. Với Nhâm Tý năm 2024, đây là khoảng thời gian rèn tâm luyện tính, vũng trũng của vận may, vùng tung bay của số phận như vậy, một năm hạn, một năm đau, một năm ngộ, một cơn bão mà sau khi bước vào Nhâm Tý sẽ có được sự lột xác trong bản tâm để thấu mình là ai, biết mình ở đâu và đang muốn trở thành người như thế này. Và sau đấy là một cuộc hành trình tiền trung vận, khởi sắc và nhiều hoa từ 2024 trở đi cho đến hết 6 năm sau này. Nghe nhưng đừng sợ, đọc nhưng đừng lo, vì trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội. Mọi thứ sắp xếp hay thử thách nếu có sẽ luôn trong tầm bản thân ta có thể xử lý, sẽ khai phá hết các hạt mầm khả năng của Nhâm Tý, sẽ giúp Nhâm Tý đỡ rối loạn ý tưởng, đỡ vật vã vật vờ và thật sự hình thành được con đường cuộc đời để gắn bó dài lâu. Những gì mà Nhâm Tý có ở hiện tại không hẳn là kém, cũng không hẳn là thấp, chỉ là nó vẫn dưới cái tầm của bản thân Nhâm Tý, chỉ là nó vẫn chưa khiến con chuột 1972 này khát khao hay quá nhiều chăm chỉ, vất vả hay ngược xuôi, hay hết mình 100% là thứ chưa bao giờ có trong từ điển của con chuột lười biếng này. Tuy lười, nhưng Nhâm Tý lại nhanh, nảy số tốt, thông thạo vấn đề lập tức, vậy nên họ chỉ cần đủng đỉnh, nước đến chân hãy còn chơi, nước đến bụng mới chuẩn bị nhảy, mà vẫn đáp ứng được những yêu cầu, hoàn thành được những deadline. Còn thời gian chủ yếu họ để hóng hớt, hưởng cuộc đời, truy vui thú, nên những hạt mầm tài năng đó đây hãy còn chưa nở rộ. Những nhiệt huyết nhiệt thành hay cháy bỏng cho một đoạn thanh xuân hãy còn chưa xuất hiện, thì để kích thích nó nảy mầm, khởi phá cái tâm nỗ lực. 2024 này sẽ là một năm mà trải nghiệm của Nhâm Tý vô cùng nhiều, cực kỳ phong phú, như chất dinh dưỡng khiến con người tâm cảnh của họ trưởng thành lớn mau. Tuy là thủy mệnh, nhưng Nhâm Tý sẽ giống hỏa mệnh hơn, nóng và vội, sồn sồn và nhiệt thành. Cái gì cũng muốn ngay và luôn, không suy tính sâu xa, không cân nhắc hậu quả. Còn nhớ đã từng viết cho Nhâm Tý rằng, Đinh khuyên cô bác thật nhiều, mà lại nghĩ tuổi Nhâm Tý máu chó, tính thẳng như ngựa, thì khuyên cũng chỉ vậy thôi. Thì cứ nhất là bét, cứ cháy hết mình để không có gì nuối tiếc, cứ làm những gì mình muốn theo cảm xúc ở thời điểm hiện tại. Thích thì bảo là thích,
ghét thì bảo là ghét, muốn làm gì thì đi làm, muốn cầm gì thì đi cầm, muốn nhiệt huyết vì điều gì thì thiêu đốt linh hồn vì điều đấy, dám yêu, dám hận, dám liều, dám ước mơ, nghĩ thật kỹ rồi lao vào mà lăn xả, ngẫm thật sâu rồi lao vào mà chiến đấu, cứ như vậy Nhâm Tý rồi sẽ sớm ổn thỏa thăng hoa. Thực ra cái Nhâm Tý thiếu ca phải khả năng bùng nổ thăng hoa, mà là tính ổn định, tính kiên trì, sự bền bỉ và tính kỷ luật. Họ giống như sao băng vậy, rực rỡ huy hoàng rồi lại lụi tắt giữa màn đêm, vậy phải làm sao để ánh sáng đấy cứ sáng mãi không ngừng. Tuổi Nhâm Tý thường dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc đời của Nhâm Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Những người này sẽ đầy nhiệt huyết tận tâm hết mình, khi mà ở vị trí cao, tổ chức lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú. Chỉ cần là lĩnh vực mà người tuổi Nhâm Tý yêu thích họ sẽ cố gắng phát triển thể hiện tài năng của bản thân và quyết tâm đem về cho mình sự thành công. Càng khó khăn gian nan, người này càng kiên trì tỏa sáng, họ không những được mọi người yêu quý mà còn khiến ai ai cũng kính trọng nể phục tài năng của mình. Người tuổi Nhâm Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí mà ngược lại còn rất tiết kiệm, họ là những người cởi mở thân thiện, trong cuộc sống họ luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Tuổi Nhâm Tý dù là nam hay nữ đều có thể chất khỏe mạnh, đông con, linh động trong mọi việc, vợ chồng hòa hợp với nhau nên cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Tài lộc của người tuổi Nhâm Tý hưng vượng, bản thân con giáp này được hưởng lộc trời ban, trong đời hiếm khi thiếu tiền, tuy nhiên tính tình lại quá phóng khoáng, tùy tiện, thiếu kiên trì nên họ lại lãng phí tiền của, tiền kiếm được nhiều nên tới nhanh và đi cũng nhanh, vì thế học cách tiết kiệm là điều cần thiết ở con giáp này. Người tuổi này rất cần cù nỗ lực, cũng rất cẩn trọng khi làm việc với tiền bạc, khả năng quản lý tài chính tốt. Có điều do dễ mềm lòng nên tuổi Nhâm Tý hay bị người đời lừa gạt, họ có phần tự tin thái quá, do đó mà đôi lúc hành động sốc nổi, nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài. Mặc dù cả đời không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, song con giáp này nên tỉnh táo, tiền bạc trong tay họ do phần nhiều tích cóp tiết kiệm mà nên. Nhâm Tý nam mạng luôn nỗ lực để trở thành người chồng, người cha tốt, những người này cũng rất có hiểu biết và thấu hiểu người khác. Nữ mạng tuổi Nhâm Tý có phần mơ mộng hay theo đuổi tình yêu xa vời, họ luôn mong muốn sự bình đẳng giữa nam và nữ, cư xử có phần trẻ con với người mình yêu. Trong tử vi, Sửu và Tý tạo nên một góc lục hợp, do đó tuổi Sửu được gọi là lục hợp quý nhân của Tý. Tuổi Nhâm Tý khi tìm đối tượng kết hôn cầm tinh con trâu để mà xây dựng hôn nhân bền vững tốt đẹp. Người tuổi Nhâm Tý còn hợp với người tuổi Thân và tuổi Thìn, ba cung hoàng đạo này tạo thành một góc tam hợp, là những con giáp thích hợp để mà kết hôn của người tuổi Nhâm Tý. Ngoài ra, đào hoa quý nhân của tuổi Nhâm Tý là tuổi Dậu, kết bạn với người tuổi Dậu, vận đào hoa của những chú chuột sẽ nở rộ. Tuổi Nhâm Tý tuy vận số không tốt, nhưng nếu như gặp được ý trung nhân, thì sẽ nhẹ gánh phần nào, người phối ngẫu sẽ giảm bớt vận hạn tương trợ mọi điều, giúp cho bản mệnh có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống, tới tuổi trung niên làm nên cơ đồ, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tý khá vất vả, tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được hưởng lộc hương hỏa để lại, anh em trong nhà tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân, ra ngoài đời cũng không được quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp khó thành, số mệnh hẩm hiu hay bị người đời khinh miệt ước hiếp, tuy nhiên, nếu sinh vào ngày giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt vận hạn. Nhâm Tý tham công tiếc việc chăm chỉ làm lụng, lắm khi còn quên ăn quên ngủ, hễ thấy thời cơ kiếm tiền là không quản ngại vất vả mà dốc hết sức mình nắm lấy, hiếm khi để lỡ thời cơ. Trong năm 2024 này, Nhâm Tý không tương hợp nhiều với năm, bản mệnh cần nỗ lực nhiều hơn, bản mệnh ít được cậy nhờ vào người khác. Mọi việc hầu như đều phải một mình đứng ra lo liệu, đề phòng tiểu nhân quấy phá cạnh tranh hay thị phi cũng ập tới bất cứ lúc nào. Về công việc, công danh sự nghiệp của Nhâm Tý đứng trước không ít những thách thức, cần thêm sự bền tâm quyết chí để không bỏ giờ nửa chừng. Trước những khó khăn gặp phải, càng phải thể hiện bản lĩnh và phát huy được năng lực tự thân, đừng chỉ dựa dẫm vào người khác. Về tiền bạc tài chính trong năm không quá lý tưởng, thậm chí công việc sa sút còn dễ kéo theo nguồn thu sụt giảm. Các khoản thu chi nên được cân đối, đừng quên tích lũy để mà đảm bảo cuộc sống, khi về già không phải dựa dẫm vào con cháu. Ngoài ra, con giáp này cũng không nên tin lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư vào lĩnh vực mà bạn không nắm rõ, nếu không có thể bị thua lỗ do sai lầm. Về tình cảm gia đạo yên bình, vợ chồng đồng lòng đồng sức, không bị mâu thuẫn vì vấn đề tài chính hay những rắc rối trong cuộc sống. Dù gặp vấn đề cũng sẽ đoàn kết và cùng nhau vượt qua khó khăn, bản mệnh cũng nên dành thêm thời gian cho con cháu để xua tan khoảng cách thế hệ, tạo được mối liên hệ gần gũi giữa các thành viên, dù có vấn đề gì thì cũng nên mềm mỏng xử lý, đối thoại nhẹ nhàng, thay vì nạt nộ, sẽ khiến mọi chuyện thêm căng thẳng.
Bước sang tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch, được dự đoán là khoảng thời gian may mắn, mở ra nhiều cơ hội xoay chuyển vận mệnh, kiếm tiền về túi cho con giáp này. Nếu anh chị chủ động tận dụng và nắm bắt thời cơ, thì sẽ thăng quan tiến chức, túi tiền luôn rủng rỉnh, cụ thể như sau. Tử vi tháng 6, tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tháng, sang tháng 6, tháng 7 âm lịch, người tuổi Nhâm Tý lâm tượng tam hợp, tổng quan vận trình khá tốt, công việc gặp được không ít quý nhân. Tích cực học hỏi nâng cao năng lực để không bị tụt hậu hay bỏ lỡ cơ hội tốt. Bạch hổ nâng cao khí phách, giúp nữ mệnh thêm tự tin, có ý chí mạnh mẽ, không ngừng phấn đấu vươn tới thành công. Tài vận khởi sắc hơn, tuy nhiên vẫn có dấu hiệu tổn hao, dù có kiếm được số tiền lớn, thu nhập tốt, nhưng khâu quản lý tiền bạc không tốt, có mà có khoản dư thừa không thích hợp tiến hành đầu tư. Tình cảm xuất hiện mâu thuẫn, đề phòng kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc, vì công việc bận rộn, sức khỏe giảm sút thường thấy mệt mỏi, nghỉ ngơi điều độ cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, lưu ý bạch hổ rình rập, có thể gây điểm hung họa, thận trọng khi xuất hành xa hay phải di chuyển liên tục bằng đường thủy. Về sự nghiệp, xem bói tử vi phương Đông, bước sang tháng tam hợp, vận trình sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý có nhiều chuyển biến tích cực, nữ mệnh mưu sự dễ thành hơn nam mệnh, công việc trôi chảy, đầu xuôi đuôi lọt. Cái chính là bản mệnh phải luôn có ý thức hoàn thiện mình, không ngừng học hỏi, nên năng lực ngày càng được khẳng định, đang ở thế chỉ tiến mà không lùi, đáng khiến người khác ngưỡng mộ. Sự xuất hiện của bạch hổ tuy có ảnh hưởng chút ít về mặt sức khỏe, nhưng lại giúp nữ mệnh tuổi chuột củng cố niềm tin, làm gì cũng tự tin, nhiệt huyết, có ý chí mạnh mẽ, không ngại khó ngại khổ dễ dàng chinh phục mục tiêu đã đề ra. Cũng có thể nói, tháng này nữ mệnh được dương phù âm trợ, giải thần kề bên. Mọi mưu sự trong tháng có thể được thực hiện theo đúng dự tính, công việc không còn trắc trở nữa, thay vào đó là không ít tin vui liên tiếp. Tuy nhiên, tháng này mậu thổ lâm thai ở Tý, ngũ ý chỉ vận trình còn non nớt yếu kém, cần thận trọng trong xử lý mọi việc, giai đoạn này nên lấy ổn định làm trọng. Nhảy việc không phải là lựa chọn tốt, trừ khi bản mệnh không thể chịu nổi công việc hiện tại, bạn cần dành nhiều thời gian để học hỏi, nâng cao kỹ năng trình độ, thì đi đâu làm gì cũng dễ dàng được ưu ái, trái lại thỏa mãn với những kiến thức còn nông cạn, hài lòng với những gì đang có, bạn sẽ dần trượt dốc trên con đường công danh sự nghiệp. Tuổi Tý thông minh nhưng lại đoảng, thiếu sự tỉ mỉ, có thể quyết đoán nhanh, quyết được những việc to tát, nhưng nếu cho làm chi tiết e rằng không phải sở trường. Vì thế, trong công việc hợp tác làm ăn, bản mệnh nên chọn những ai có cách làm việc thận trọng, không hấp tấp, như thế mới tránh những rủi ro có thể xảy ra. Tuổi Sửu, Thìn hoặc Thân là sự hợp tác phù hợp dành cho tuổi Tý trên lộ trình phát triển sự nghiệp. Về tài lộc, xem tử vi chọn đời được quý nhân tam hợp nâng đỡ, vận khí của tuổi Tý tăng lên theo cấp số nhân. Bởi thế cho nên bản mệnh làm gì cũng có thể gặt hái thành quả tốt lành, tiền thu đầy túi, chi tiêu hào phóng chứ không còn phải liệu cơm gắp mắm như trước. Những chú chuột vốn tính phóng khoáng, có xu hướng muốn được hưởng thụ ở thực tại, chứ không lo nghĩ quá nhiều về tương lai hay hoài niệm về quá khứ. Có tài kiếm tiền là thế, nhưng bản mệnh lại khá yếu trong khâu quản lý tiền bạc, bởi vậy, tiền đến tay là tiêu, hầu như chưa thể tích lũy được nhiều. Nếu chưa gặp được đối tượng có thể tin tưởng để tay hòm chìa khóa giúp, bạn có thể nhờ cha mẹ quản lý dùm, chứ có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu như thế không ổn chút nào. Lưu ý vận trình lâm thai vẫn còn yếu ớt, có đầu tư cũng cần tiến hành từng bước, từ đơn giản đến phức tạp, từ ít tới nhiều. Tránh tình trạng ồ ạt dồn vốn đầu tư mạo hiểm rủi ro rất nhiều, kinh doanh hàng hóa cũng đừng nên ôm đồm quá nhiều, đừng để tiền vào hết hàng hóa. Cần chia nhỏ các lô hàng, giải quyết theo kiểu cuốn chiếu, nhỏ lẻ, nhưng làm tới đâu chắc tới đó, đảm bảo luôn có lợi cho bạn. Ngoài ra, nếu đang theo hạng mục đầu tư nào đó, đừng bỏ dở mà chạy theo cái mới, vận khí chưa đủ mạnh. Bản mệnh tuy gặp may mắn nhưng không nhiều, vẫn nên theo việc cũ là tốt nhất, chờ thời cơ chín muồi rồi đẩy mạnh đầu tư vẫn chưa muộn. Với những ai làm sale nói riêng, kinh doanh nói chung, trong tháng có thể ký kết được nhiều hợp đồng, nhưng giá trị ở mức trung bình, chưa được xem là xuất sắc. Dẫu vậy, so với người khác thế cũng là hơn rồi, cần kiên trì tới cùng, giải thần sẽ nhiệt tình nâng đỡ, giúp bản mệnh suy nghĩ thông thoáng, hành sự quyết đoán để chủ động giành lấy cơ hội tốt kiếm tiền đầy túi. Về sức khỏe, vì công việc bận rộn vất vả, ăn uống không điều độ, nên sức khỏe tuổi Tý có phần giảm sút, thường thấy mệt mỏi, uể oải, ăn uống không ngon miệng. Bản mệnh chú ý cân bằng chế độ làm việc và nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian dành đi chăm sóc sức khỏe, mua sắm giảm stress, gặp gỡ bạn bè tán gẫu. Tháng 6, tháng 7 âm lịch đã sang lập thu, dương kim vượng sinh cho Tý Thủy, nên cảm giác mệt mỏi nhanh chóng tan biến, và hầu như bản mệnh không mắc bệnh tật nào nghiêm trọng, có thể an tâm làm việc, đi du lịch,
chơi những môn thể thao mạo hiểm mà mình yêu thích. Tuy nhiên, cần lưu ý bạch hổ rình rập có thể gây điểm hung họa, thận trọng khi xuất hành xa hay phải di chuyển liên tục bằng đường thủy, tránh gặp phải tai nạn bất ngờ. Tham gia các môn thể thao mạo hiểm không vấn đề gì với thể trạng sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, nếu có liên quan tới nước, bạn nên hạn chế kẻo gặp nạn đuối nước, ngạt nước, nguy hiểm tính mạng. Trong tháng cô hồn, âm khí vượng, phàm là những ai sức khỏe yếu nhược, sức đề kháng không tốt, cần hạn chế ra ngoài vào ban đêm và buổi sáng sớm, tránh tà khí hoặc hàn khí xâm nhập ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Tử vi tháng 8 âm lịch. Xem, tử vi phương Đông bước sang tháng 8 âm lịch năm 2024, tuổi Nhâm Tý gặp phá thái tuế, nên vận trình lên xuống thất thường, có thể đối diện với một vài nguy cơ về sức khỏe. Nguyệt lệnh không ủng hộ, lại có âm sát đeo bám, nhắc nhở bản mệnh đi lại thận trọng, tránh bị ngã, bị thương hoặc gặp phải tai nạn bất ngờ. Sự nghiệp thăng trầm, công việc xuất hiện trở ngại, các mối quan hệ xã giao căng thẳng, dễ bị ghen ghét đố kỵ. Kẻ tiểu nhân hãm hại vướng vào thị phi, vì thị phi mà gây ra tranh cãi phức tạp, tổn hao tinh lực và tiền của. Về tài chính, trong tháng này bạn có cơ hội kiếm được tiền đấy, nhưng đừng chủ quan vì có thể nói mọi thứ cũng không vững vàng cho lắm. Bạn mua sắm nhiều khiến tiền bạc tiêu tán lúc nào không hay, nhất là ai đang ham vui, thích kết giao nhiều bạn mà lại không biết ai là người xấu, kẻ tốt thì lúc này rất dễ bị lợi dụng, tình cảm không lý tưởng, có dấu hiệu cãi vã, cần tiết chế cảm xúc nếu không chuyện bé xé ra to. Về sự nghiệp, tử vi năm 2024 vừa mới hưởng một tháng tạm gọi là thảnh thơi chưa lâu, người tuổi Nhâm Tý lại tiếp tục hành trình công việc khá vất vả trong tháng 8 âm lịch này. Quý nhân tam hợp của tháng 6, tháng 7 đã bị thay thế bởi hung vận tương phá thái tuế, tiềm ẩn họa hại bất ngờ, ví như trên trời có thiên la, dưới đất có địa võng vây hãm. Dù rất muốn vùng vẫy nhưng lực bất tòng tâm, nhẫn nại hành sự thận trọng là cách tốt nhất để tránh xui xẻo. Trong tháng Quý Dậu, nguyệt lệnh lại tuyệt ở Tý, vận khí giảm sút mạnh, hầu như con giáp này không gặp may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Nếu có đó chỉ là sự trợ giúp yếu ớt từ thiên đức quý nhân, cái chính bản mệnh vẫn cần tự thân vận động, tự làm tự lo, đừng ỷ lại vào người khác hay số mệnh, hành động tích cực hướng tới những điều tốt đẹp, tự thân mỗi người sẽ cải biên vận mệnh. Tuổi Tý vốn thông minh, đa tài, khéo léo trong cách ứng xử, lại hết lòng vì người khác, nên mạng lưới bạn bè phủ rộng khắp nơi. Nhưng chỉ lo bạn thì ít mà bè thì nhiều, có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng thù hận, có kẻ lại chỉ biết dựa hơi người khác sống lay lắt qua ngày. Vô hình chung những đối tượng này lại là rào cản trên con đường tiến thân của những chú chuột. Người làm công ăn lương muốn yên ổn làm việc cũng không được, luôn bị kéo vào những rắc rối không tên, ở thế cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bản mệnh khó dồn hết tâm huyết vào công việc, dù ít hay nhiều vẫn bị chi phối, tuy vậy, thờ ơ trước thế sự e rằng cũng chưa hẳn là sự lựa chọn tốt nhất, thay vào đó, bạn nên bao dung, cư xử hài hòa, thậm chí nhượng bộ một chút cũng không sao, miễn là duy trì các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, đừng để những rắc rối còn con làm ảnh hưởng tiền đồ sự nghiệp. Về tài lộc, may mắn là tình hình tài chính của người tuổi Nhâm Tý tháng này rất rực rỡ khi có thiên đức ghé thăm, bản mệnh cảm thấy rất tự tin khi có người chỉ dẫn cho bạn những đường đi nước bước phù hợp. Nhất bạch bay về phương Đông Bắc dự báo, có cơ hội phát tài lợi cho điền sản dựng cơ nghiệp. Nhiều người thử nghiệm các cơ hội đầu tư kinh doanh mới và may mắn có được thành công như ý. Đây là thành quả khả quan giữa thời kỳ biến động kéo dài như hiện nay. Do đó, bạn vừa phát huy, vừa phải tìm cách thích nghi để duy trì việc làm ăn được lâu dài nhé. Thế nhưng, lúc này cũng dự báo có những bất đồng với đối tác liên quan đến tiền bạc, có thể mang lại những giây phút căng thẳng. Tiểu nhân quấy phá khiến bạn dù có tiền trong tay cũng không có cảm giác yên ổn, vui vẻ cho lắm, với những ai cả tin thì nguy cơ mất tiền rất cao trong tháng này đấy nhé. Ngoài ra, bạn có thể chi tiêu vượt kế hoạch, vì thế nên lập ngân sách tiêu dùng để tránh vượt qua thu nhập, tạo gánh nặng cho gia đình và bản thân. Về sức khỏe, tinh thần là một trong những yếu tố duy trì sức khỏe ở trạng thái tốt, tuy nhiên trong tháng này, tuổi Tý phải đối diện với nhiều áp lực từ công việc tài chính nên tinh thần bất ổn, muộn phiền lo lắng nhiều hơn là vui vẻ, bởi vậy, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng phần nào, biểu hiện rõ nhất là bạn ăn uống không ngon miệng, ngủ không sâu giấc và hay mộng mị, mơ màng ác mộng, nhưng may mắn là Tý Thủy được Dậu Kim trường sinh, tiếp thêm vận khí dồi dào, giúp bản mệnh tránh khỏi những bệnh tật nghiêm trọng, tình trạng mệt mỏi, uể oải hoặc những dấu hiệu khó chịu trong người sẽ sớm chấm dứt nếu bạn nghỉ ngơi điều độ, ăn uống tầm bổ. Lưu ý, trong tháng có sự xuất hiện của âm sát hung tinh, mang theo điềm báo tai nạn bất ngờ, có thể là trượt chân té ngã hoặc va chạm xe cộ, cần đi đứng thận trọng, ra ngoài ngó trước nhìn sau, tuân thủ nghiêm luật lệ giao thông, đảm bảo mọi lộ trình an toàn.
Quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý thân mến, người xưa có câu rằng, thận trung truy viễn, dân đức quy hậu, câu này có nghĩa là muốn nuôi dưỡng lòng nhân hậu của bản thân, thì phải luôn ghi nhớ ân đức và biết đền ơn của những người đã từng giúp đỡ chăm sóc mình, đó là những người thầy cô đã dạy dỗ ta, cho nên ta phải thường xuyên đến thăm hỏi họ, đó là những bậc trưởng bối đã chăm sóc ta khôn lớn, cho nên mỗi dịp Tết đến xuân về, hay các dịp lễ Tết quan trọng nhất định phải đi thăm nom và cảm ơn họ. Đó còn là những người bạn cũ mà ta không được phép quên, những kẻ bạc bẽo tham mới bỏ cũ thì không phải là người nhân hậu, không xứng đáng nhận được phúc báo. Từng có người nói rằng, bất hạnh lớn nhất của đời người không phải là không nhận được ơn huệ của người khác, mà là nhận được rồi, nhưng lại hờ hững coi như không có. Người nhân hậu ắt có phúc báo, muốn được như vậy nhất định phải trở thành người biết nhớ ơn và đền đáp công ơn đó. Chỉ khi có lòng biết ơn thì mới có thể gặp được những người bạn tốt bụng, quý nhân giúp đỡ. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Chúc quý vị có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.